Chào mừng cô chú các bạn trở lại với kênh YouTube của Sài Gòn Dấu Yêu nha. Nay mình sẽ quay cô chú anh chị xem một hàng mì bò viên có lẽ là một trong những hàng mà rất là lâu đời ở Sài Gòn này cô chú anh chị. Đó. Thì các bạn thấy đằng trước mặt mình là cái gì không? Đó là cái lưỡi của con bò đó các bạn. Ở đây cũng là một trong những cái đặc sản ở quán này mọi người. Quán này có lẽ là anh trai đứng bán này là đời thứ hai thứ ba rồi nha các bạn. Anh là đời thứ mấy rồi anh? Thứ ba rồi à. Cái trong cái nồi này nè, cái nồi súp này nè, cái nồi nước lèo này nè, rất là nhiều đồ ăn trong đó nha các bạn. Nào là nạm, gân, rồi lòng ở trong đó luôn, lưỡi trong đó luôn nha các bạn. Bò viên, đây là cái bò mở nổi nha mọi người. Lúc nào cũng chăm cho đầy vậy đó. Hủ tiếu và tự nhiên. Một tô vậy là bảy mấy ngàn đó mọi người. Bò viên không, hình như là 70 phải không anh? Cái nào cũng 70. Cái nào cũng 70. À. Một chén bò viên ăn thêm cũng 70 nha các bạn. Nào cũng 70 các bạn ơi. Làm cái hộp này cho chị đi nè. 211 phải không? 291 hả? Của mình là 289. Không hình đó. Chậu vỏ cô đó. Buổi sáng là bán từ 6:30 cho tới 11 giờ, bán 2 ca nha mọi người. Buổi chiều là 2:30 cho tới 12 giờ. Ở đây có hủ tiếu bò viên nè, hủ tiếu mềm mì bò viên, hủ tiếu mềm mì thập cẩm bò viên, nạm, lưỡi, tim, gân, bao tử, hủ tiếu mì mềm tái 70.000 một tô. Số điện thoại đặt hàng là 0969153153 nha các bạn. Ở đây nó cũng giống như cái địa chỉ của quán là 153 Vĩnh Viễn nha mọi người. Quán mình là được mấy chục năm rồi anh Gia? Mấy chục năm. 70 rồi hả? Ờ, vậy là thời đời ông nội của anh luôn hả? Quán này là hồi xưa nó có tên gì anh?
không có tên gì hết. À quán không có tên nha các bạn, 153 Vĩnh Viễn nha mọi người. Đó. Nhiều lắm nha các bạn. Hai tiếu viên về một tô không giá đi. Hai tiếu viên về một tô không giá. Quên luôn thì em cũng quên theo chị chút. Về có tính tiền hộp không anh? Không. Cũng 70 luôn. 70 là 5 viên ha anh? Viên không thì 5 viên. Chiếc phiếu thì 3 viên. À bây giờ đi làm cho cái mồm chứ gì. À cái mồm của con này là giao giá thành riêng hết rồi. Không lấy gì hết. Những ngày gì vậy chứ? Đó cái tờ giấy đó. Luôn à. Cái phần này là cái lưỡi này lưỡi thiệt nha bạn, mọi người chứ không phải là lưỡi giả đâu nha các bạn. Hành đầy đủ hả chị hả? Không giá về nè. Rồi em trước cái này đây. Số điện thoại ở đây là 0969153153 nha các bạn. Cái tô nào cũng có một chút mở nổi chứ mà. Bào viên mà bỏ vô là khi nào mà nó chín là nó nổi lên mọi người. Tôi dùng tô mình đi rồi ơi. Bán tới 12 giờ khuya mọi người. Tô. Thank you.
Cho ông ngoại ăn hả cô? Mua cho bà ngoại. Bà ngoại hả? Bà phải ăn cái này hả? Bà ăn mấy tuổi rồi, cha của cô đó. Cho bà ăn thay đổi chứ cũng không có. Dạ. Quán là 153 Vĩnh Viễn các bạn. Quán có 2 ca. Chú kia với lại anh này. Này là gì chị? À, bò viên sa tế hả? Cái này món mới đây hả? Này nhiêu một tô vậy chị? À. Cho bà chị ăn đó nha. Xôi quá trời quá đất luôn. Trứng gà thêm là bao nhiêu tiền anh? 3 vị trí này rất là nóng luôn mọi người. Mình đâu bán cái trên app đâu hả anh trai? Có anh, Grab Food hả? Ừ. Là mì viên Vĩnh Viễn luôn hả? 153 Vĩnh Viễn luôn hả? Rằm mình có bán không chị? Buổi sáng không bán, buổi chiều vẫn bán. À
rằm thì buổi mùng 1 với rằm là chỉ bán buổi chiều thôi. Mùng 1 với rằm là buổi sáng không bán, buổi chiều không bán. Cái chén nhìn cũng cổ nữa. Ba vĩnh viễn nha mọi người. Tối từ 6 giờ cho tới 7 giờ người ta đi ăn đông lắm mọi người. Các bạn tiếng mì thập cẩm, đây là lưỡi con bò các bạn.
phiếu mì nhiêu mà trong nhà. Quán này là bán từ sáng cho tới tối luôn rồi cô chú anh chị. Còn cái đồ rắc tiêu ở đây nó cũng khác ở chỗ khác. Dẹp vô hay là cắm đèn? Quán này là mình có đợt mình vô ăn, mình thấy chị Thoại Mỹ cải lương á cũng hay vô để ăn các bạn. Đứng bếp này nóng lắm mọi người ạ. Hai cái nồi nước trụng với nồi nước lèo. Nồi nào cũng sôi hết các bạn ạ.
tái là cho một miếng nước lèo vô, xong rồi bỏ bò vô cho mọi người. Giá phải đầu hành. Ở đây là có hủ tiếu mì, hủ tiếu hợp cẩm, hình như là mình thấy có trứng gà nữa đó các bạn. Này toàn chén viên không? Mở nổi các bạn. Ở đây là tiệm mì của Nguyễn Hoa nha các bạn ơi. Chú này thấy hay lao mấy cái giá nha các bạn, phải phô ráo ông mới chịu. Sáng bán từ 6:30 cho tới 11 giờ, chiều từ 2:30 cho tới 12 giờ đêm nha các bạn.
đây là có hủ tiếu mì, hủ tiếu dạng mềm, rồi mì. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo. Bây giờ mình sẽ xuống mình ăn đây, mình đói bụng quá rồi cô chú anh chị ạ. Chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo nhé.